Hello, xin chào cả nhà, mời cả nhà chúng ta cùng làm đề tài tiếp theo. Đề tài hôm nay của chúng ta là phe hai thèn nạc ai nem phe kẻ ôn phai, tức là mình xử lý như thế nào sau khi gặp tai nạn. Cầm chạy quá 30 km trên giờ. Đến đoạn này Có hình như là biển báo bên phải á. đúng rồi, đoạn là có con chó bên phải chạy ra này. Nhiều khi học lắm thì nó thuộc hết rồi, nó cả nhà đó. Thì khi mình gặp tình huống như thế này thì đáp án một họ nói là mình đánh lái sang trái là sai, Đâm cái xe liền, đánh lái sang phải cũng sai luôn. đâm xuống Mình đường chỉ đi luôn. còn cách là dừng nguyên tay lái của mình cho chắc chắn là được, dừng lại và dừng nguyên tay lái. Họ nói là nếu như mà mình xử lý như thế nào nếu như mà ở cái đèn chiếu sáng của mình đến đột nhiên mình nhìn thấy con vật ấy, tức là khi mình bật cái phen lịch ấy, phen lịch là cái đèn 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 phá đấy, thì mình thấy cái con vật quan Vẫn vật chạy à? thì đáp án một là mình cứ chạy với cái phen lịch đó và không làm gì cả là sai. Đáp án hai là mình phải dừng lại ngay và Tắt, up lên mình tắt. mình giao phó up and down lịch, tức là mình phải tắt cái đèn phen lịch của mình đi bởi vì cái này rất là chói. Rồi đáp án 3 là mình Đúng rồi. bơm còi và mình phanh, Cái từ từ hút phèn này thường thường hay sai lắm à, nhưng mà đúng trong trường hợp này nó lại đúng. không? Ừ, cẩn thận. Mình đi vào một con đường mới ở cái khu vực nhà ở bên vai đẹp cái pit, đúng rồi, khu vực cái kiểu đường từ 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 nông thôn đi cái vào đường rừng á, đúng không, bắt đầu đi vào rừng đúng không, thì mình phải tính toán cái gì. Thì họ nói là ở cái đường mới đó thì kiểu cái tai nạn nó sẽ không nick su eva thèn là sai. Rồi đáp án hai là có thể là vật nuôi nó sẽ, ta thấy có chữ un va thẹt là nguy hiểm rồi, là bấm vì vào vì này là thú rừng phải. thú rừng nha, hoặc là có một cái chữ ngại vật đó, ở đó có thể có chữ ngại vật thì mình cũng phải chú ý. Hindernis là chữ ngại vật. Mình đã gây ra tai nạn ở trên một cái đường lăn tracer thì việc vì dịch sen gì un phai áp, tức là mình đảm bảo giao thông như thế nào. Thì đáp án một là khi mình gây ra tai nạn này thì đáp án một là mình phải đặt cái biển mà có hình tam giác ấy, cách đó 100 m. Rồi đáp án hai là mình phải bật văn lịch lên, và đáp án ba là có thể mình giơ tay ra để mình chỉ dẫn là mình đang gặp tai nạn. Cả ba đáp án đều đúng. Họ nói là mình ở một cái banner, tức là có cái bên đường nó có một cái chỗ trống ấy, khi xe hỏng có thể vào đó ấy, nhưng mà mình ở một cái banner ở ngoài cái ngoài ô. Thì xe của mình là đứng sau một cái cua vơ phá ban đúng không? Thì đáp án một là ích một hình thơ phá sai cơ minh đẹp thèn ao phè lịch ván sai kèn, tức là mình phải bật cái đèn cảnh báo ở phía sau ra. Từ từ Đúng rồi. đúng không, Japan tức là bị tê, giống như kiểu bị tai nạn hoặc là hỏng xe bị đúng không, hỏng xe chẳng hạn. nhưng mà mình nên làm gì? Thì đáp án hai là mình phải bật cái đèn van lịch lên, không Đúng rồi đấy. ở trong ban nữa cũng phải bật lên Bật à. lên à, phải bật lên nhé. Rồi đáp án ba là tôi rơi từ Tôi phải mặc van thêm tara ken, cái áo cũng mà đúng, áo phản quang ấy. nhưng cũng còn là thanh cả ba cái luôn đúng Đúng rồi. không. Ophelia van sai ken Australia cái đấy cho đúng, khi như cái trên cung có đúng thì Ao phê lịch còn là ít mút hình thiền đề pha soi mình đẹp xem. tức là họ nói là mình ít nhất là mình phải Đúng rồi, bật đúng cái đúng rồi. đèn ở sau đuôi nữa đúng không, Đúng cả rồi. ba đều đúng đúng Cái không. văn này được là cái mà chữ A chữ 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 cái hình tam giác mình phải đặt trên sau Nhưng mà á. cái này Cảnh là cái báo. đây về hình tam giác Đó đó, có là nó cái nữa đó. Saigon ở van the Saigon Saigon van the dead Saigon hắn á.
em đi từ mình chuyển ý sai. Đúng mà. Họ nói là mình ai nên cái bắc và con, tức là mình có hàng hóa đến xe bị hỏng mà, đúng không? Nhưng mà mình không phải, mình đã ở trong trong bắc của mình làm hỏng cái xe khác. À đúng rồi, cái bắc đúng là cái bắc là đầu xe và làm hỏng cái xe khác, mà mình không có thời gian để chờ đúng không? Thì mình phải làm gì? À đúng rồi, thì đã bán một là họ nói là chỉ cần đưa tên và địa chỉ là sai, là sai. Ép cái nút nó đã thấy sai. Ép cái nút là chỉ cần thế này thôi là sai rồi. Thì đáp án hai ta phải liên quan đến một sai, ta bấm vào này, tức là mình đưa tên địa chỉ rồi mình làm hỏng cái gì rồi mình gọi công an. Rồi đáp án ba là mình không được phép rời khỏi là sai. Sau khi mình làm đáp án hai rồi ấy, là mình gọi điện rồi mình nói là mình làm hỏng cái gì, mình đưa tên rồi đi gọi công an rồi ấy, thì mình vẫn được phép đi đúng không? Gì đưa fan on file ở on vai thơ fan last sen. Sau khi mình làm việc này rồi thì mình được phép rời mà. Còn nữa, câu này lăng nhăng không? Không, được, được đi, em nhớ là được đi. Then unfile load all. Mình không được rời khỏi cái vị trí nữa là sai. Sau khi mình làm việc ở đáp án 2 rồi thì mình được phép rời chứ. Được rồi. À hả? Chẳng lẽ mình đừng nói máy. Đằng trước mình là một cái xe bù điện. Đường hỏng, tai nạn. Câu cái này anh quên, không nhớ lắm nữa. Tai nạn, tức là mình xử lý xong rồi mình được phép đi chứ nào. Ở đây thì mình xử lý như thế nào thì họ nói là mình không làm gì cả, mình cứ thế mà đi tiếp. Đáp án 2 là mình do Ford up start up Ranger là sai. Nói chung là đáp án, chỉ có đáp án 1 đúng thôi, mình không làm gì, mình cứ thế mà đi theo cái làn đường của mình thôi. Còn cái đáp án 2 là mình phải do Ford, tức là mình phải khẩn cấp và nhanh như có thể, mình phải phanh là nguy hiểm, không nên. Và đáp án bài là mình sẽ chụp một cái ảnh, ví dụ thế, thì cũng không liên, quan gì đến mình cả. Hồi nữa là nếu xe mình nằm lại bên đường đúng không? Thì mình đặt cái ba hình tâm giác cách đó bao nhiêu mét thì là cứ bấm vào 100 mét là xong. Cái chọn số lớn nhất mà bấm. Họ nói là mình đi rất nhanh ở trên một đường lăn ra sơ và mình nhìn thấy cái vật, cái con vật nó ở nê hơ, tức là gần thôi, ở gần cái nê hơ, tức là gần cái phá ban của mình, thì mình xử lý thế nào? Thì đáp án 1 là họ nói là mình phải thực hiện một cái kế phá brem dùng đuối, tức là sai. Bởi vì là trong trường hợp này nó chưa khẩn cấp, chứ phải là vật đứng trước mặt mình mà nó chỉ ở gần thôi. Thì đáp án 2 là mình giảm tốc vô, đáp án 3 là mình sẵn sàng phanh là đúng. Mình đã gây ra tai nạn và giấy tờ nào thì mình cần phải đưa ra. Thì ở đây là phía cơ sai và cái thái 1 thôi. Tức là mình đi và mình thấy có nhiều cái con vật đang đi trên đường á. Đang đi trên đường đúng không? Thì đáp án 1 là cái rú đê để nó có thể vai ta ai sẽ, tức là có những con đi tiếp theo này. Có một vài con đi lệ là sao? Nhưng đáp án 2 thì nó đối diện đáp án 1 cho nên là bỏ qua. Tức là mình không cần phải tính toán đến những con đi tiếp theo. Rồi đáp án 3 là có những con đi và nó có số recommend, tức là nó có thể quay được ngược lại, cũng nguy hiểm. Mình là người đầu tiên đến trong một vụ tai nạn, thì việc đầu tiên họ nói là đầu tiên, tức là mình làm gì đấy, kế hình gì for, tức là vậy chứ, tức là mình nên làm việc gì đầu tiên thì là ta phải đáp án ba thôi. On file application đầu tiên là ta phải dừng bên hiện trường, đó là việc đầu tiên họ làm, tức là câu hỏi họ có chữ for cả nhà nhé, ở cuối câu ấy, tức là việc đầu tiên á mình phải làm là gì, thì là on file and application là việc đầu tiên. Cầm chạy quá 30 km/h. Khi mình nói như thế có nghĩa là mình đã đọc được cái biển ở bên đường ở nhà nhé. Con chó.
chạy qua đường. Thì ở trong trường hợp này thì họ nói là mình đánh lái sang trái là sai, rất là nguy hiểm, bởi vì cái xe đỏ đi đâu kia đến. Rồi đáp án hai là mình phải thực hiện một cái phanh khẩn cấp nguy hiểm đây, và tay lái của mình phải giữ, mình phải dừng và giữ tay lái chắc chắn. Họ nói là mình phải làm gì khi xe mình bị nằm lại bên đường rồi, đúng không? Đúng rồi. Thì ở đây đáp án 1 thì mình do mình phải bật văn lịch lên này. Còn đáp án 2 là họ nói mình bật cái đèn chung ở đường 6 ở ai sai then reach by fair, cái đó không cần, đúng không? Ừ. Và đặt cái biển tâm giác cách đó 100 mét đấy. Ừ, đúng rồi. Ừ. Cần văn lịch cái đó là được rồi. À, nhiệm vụ của mình làm gì khi mình là người gây ra tai nạn? Thì đáp án 1 là mình phải là khuôn vai dịch xe này, mình phải dừng này, và mình phải về vấn đề là mình đã vừa gây ra tai nạn đúng không? Ừ. Và mình hít phơ người bị thương này. Họ bảo trong trường hợp nào thì mình được bật cái đèn van blink lịch, tức là đèn cảnh báo nguy hiểm lên. Đèn cảnh báo nguy hiểm lên khi mình tức là mình khi mình đảm bảo một cái sai đúng không? Nếu như mà mình đầu ở trong làn đường thứ hai đúng không? Tức là có một hàng xe nó đầu rồi mà mình đầu đầu thêm hàng bên cạnh nó nữa. Ừ. Đúng không? Ừ. Làm gì được phép như thế? Rồi đáp án hai là khi mình đưa hàng lên xuống. Không phải không bật phải, đâu, phải. Mình có bật để cảnh báo nguy hiểm không có là thúc cái túi không có mà hình. Chỉ có cái xe của gì có đáp sẽ án bị cuối hỏng. cùng thôi, xe bị hỏng thôi, đúng không? Ừ, stay lên đi, nhìn bởi bên đi. Đúng rồi. Cái đèn cảnh báo nên là thực sự nguy hiểm, mình bật cái nhanh nhé. Họ nói là mình vừa gây ra tai nạn thì nhiệm vụ của mình là gì? Thì là đúng rồi, mình phải đưa tên tuổi địa chỉ của mình này. Sau đó thì mình phải ý là mình đã thông báo cho người ta thông biết. báo là mình đã gây ra tai nạn này. Và nếu như mà xe mình hỏng nhẹ thì mình có thể đẹp vào bên đường này, ừ. Kiểu thế. Mình làm gì sau khi mình đã gây ra tai nạn với con vật đúng không? Được rồi, làm thì thôi. dừng lại và bật cái đèn van lịch lên. Đáp án hai là không làm gì cả, đi tiếp là sai. Còn đáp án ba là mình thông ngào bảo với bố đi sai, đúng không? Chờ em thì em báo. Su thôi thì em dọn lên luôn, em kéo lên thì bỏ cho xe về dọn luôn. Chờ gọn gọi mặt công công an đến. Su về chờ thạc sai. Họ nói là trong khoảng thời gian nào trong ngày, vào khoảng thời gian nào trong ngày thì cái con vật nuôi nó hay đi đi về về ở trên đường, thú rừng ấy, thú rừng nó đi lại trên đường, ví dụ thế. Thì là chỉ có buổi sáng nó đi ăn và buổi tối thì nó đi về thôi. Họ nói là ở đâu thì trên đường autobahn mà mình nhận được sự giúp đỡ ấy, xe hỏng hoặc là cần sự giúp đỡ thì là ta cứ bấm vào cả ba thứ là sao? Mình là người đến đầu tiên trong một vụ tai nạn thì việc họ viết chữ su es thun, tức là việc đầu tiên mình làm là gì? Việc đầu tiên mình làm đó là đáp án bá thôi. Ừ. Bảo vệ hiện trường. Trường. Khi nào mà họ cứ bảo là su es thun hay là cứ việc làm đầu tiên của mình đó là unfai áp dịch sen. Thì họ nói là những cái số dưới đây thì số nào là dành cho công an và dành cho cứu thương thì là cả ba số là sao? Hả? Ê! 110, 112 thôi. Quên đi, 115 phải, sorry cả nhà. 115 là của bọn Bí Cả Ám. À quên đi, của Bí Cả Ám. Bọn Bí Cả Ám. Chuyện đi. Đúng không? Họ nói điều gì nguy hiểm sẽ xảy ra?
Thì nguy hiểm sẽ xảy ra nếu có một cái xe nằm lại trên đường này và mình không đi phù hợp tốc độ này, và ánh sáng không không liên quan. Bởi ngày mà bật ánh sáng lên thì ý Chẳng liên đáp quan án gì. ba là bởi ngày bật ánh sáng lên thì nguy hiểm, không phải. Mình xử lý thế nào nếu như mình Khi mà làm gì để tránh, không tránh khỏi không mà khi mà tránh đụng khỏi. phải con vật, Tức là nó đột nhiên nó lao ra cái nhanh quá đúng không, kiểu ví gì dụ mình thế phải đúng tông không. nó thì mình phải làm cái gì? Thì là mình phải giữ nguyên cái rích tung của mình, giữ nguyên cái hướng đi của mình. Còn đáp án hai họ nói là mình phải đánh lại là sai, Đánh lái để tránh. đánh lại để tránh, thì còn nguy hiểm cho cái xe đối diện nữa và xe đằng sau nữa. Và đáp án ba là tôi sẽ phanh nhanh như có thể, Đúng rồi. start khẩn, phanh khẩn cấp Phải cấp. để cho xe mình nó dừng lại cái nào, đúng không. Thế rồi. Ok. Nếu cả nhà thấy hay thì hãy like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được video mới. Hẹn gặp cả nhà ở đề tài tiếp theo. Cảm ơn cả nhà.